đội tuyển Việt Nam thua đàn em U22 sau loạt đá penalty. Sau 4 ngày tập luyện, chiều nay, ngày 27 tháng 9, đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam đã có trận đấu tập nội bộ để ban huấn luyện kiểm tra, đánh giá về lực lượng các cầu thủ được triệu tập trong đợt tập trung lần này. Buổi tập diễn ra trong 2 hiệp đấu, mỗi hiệp 40 phút. Tất cả các cầu thủ đều được đưa vào sân thi đấu, mỗi hiệp một đội hình, để BHL quan sát, đánh giá. Ở hiệp đấu đầu tiên, bên phía đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Park Hang-seo ưu tiên sử dụng những gương mặt mới hoặc đã lâu không được triệu tập vào đội hình xuất phát như Minh Tuấn, Huy Toàn, Anh Tuấn, A Hoàng, Xuân Mạnh. Trong khi đó, U22 Việt Nam cũng nhập cuộc với những vị trí đang cần có thêm sự thử nghiệm như Việt Anh, Ngọc Bảo, Văn Trung, Đình Mạnh, Tuấn Hải. Các cầu thủ cũ và mới của hai đội tuyển đều thể hiện tinh thần nỗ lực và khả năng hòa nhập khá tốt. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ ghi điểm với thầy Park, nên trận đấu diễn ra rất hấp dẫn. Dù được đánh giá cao hơn nhưng đội tuyển Việt Nam đã để các đàn em U22 cầm hòa 0-0. Với mục đích rèn thêm về tâm lý và khả năng dứt điểm từ chấm luân lưu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tổ chức thi đấu luân lưu 11m. Kết quả, U22 Việt Nam đã thắng 5-4 khi thực hiện thành công cả 5 lượt sút trong khi Việt Nam thực hiện thành công 4 lượt. Người sút hỏng 11m của đội tuyển Việt Nam là Xuân Trường. Liên quan đến nhân sự của đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã chưa thể góp mặt do cần thêm thời gian để điều trị bệnh viêm giác mạc.